Đông Âu vẫn đỏ lửa, Nga và Ukraine vẫn đang ra sức công phá, làm kiệt quệ đối phương trên chiến trường. Mặt trận miền Đông tiếp tục là vùng chiến địa ác liệt nhất. Moscow tuyên bố tiến sát Bakhmut, ngược lại Kiev khẳng định đã gây tổn thất đặc biệt đáng kể cho Nga. Giữa lúc giao tranh nảy lửa, ông Trump Wagner tố một số quan chức Nga cướp công và ngáng đường Wagner. Thực hư ra sao? Đáng chú ý, Mỹ nhiều ngày qua cảnh báo về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga. Bắc Kinh đã phản ứng như thế nào? Tình hình càng đáng lo ngại khi xung đột có nguy cơ mở rộng và kéo theo nhiều nước khác tham quan. Hà Lan cáo buộc Nga đang ra sức phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng ở phần biển Bắc của nước này. Trong khi đó, lãnh đạo Kosovo nói Tổng thống Putin đẩy mạnh nỗ lực gây bất ổn cho châu Âu để đánh lạc hướng khỏi Kiev. Tổng thống Ba Lan cũng lập tức cảnh báo Belarus sẽ sụp đổ nếu cho quân tiến vào Ukraine. Bên cạnh Đông Âu, bão tố tiếp tục bao vây khu vực Đông Bắc Á. Hàn Quốc để mở khả năng trang bị vũ khí hạt nhân sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ở diễn biến khác, trong lúc thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn chưa có bước tiến mới, Iran bị cáo buộc làm dầu uranium sát mất là đủ để sản xuất bom hạt nhân khiến chảo lửa Trung Đông tăng nhiệt dữ dội, cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý khác. Mời quý vị đến với toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị đã quay trở lại với chương trình toàn cảnh quốc tế. Thưa quý vị, chiến sự Đông Âu vẫn căng thẳng đến nghẹt thở và Bakhmut tiếp tục là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại miền đông Ukraine. Nếu như những báo cáo về thương vong hay số lượng khí tài bị hủy diệt vẫn luôn thu hút giới truyền thông, thì ở một góc khác, những người chiến sĩ thầm lặng vẫn đang miệt mài cống hiến hết mình trên chiến trường. Và thưa quý vị, tại một phòng khám lộn xộn và tối tăm gần khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine, bác sĩ quân y tên là Victor vẫn tất bật với công việc hàng ngày của ông, chiến đấu với tử thần và đưa các thương binh từ cõi chết trở về. Nhưng với số lượng dụng cụ hạn chế, thất bại là chuyện thường ngày. Giống như nhiều người lính Ukraine, bác sĩ Victor không cho biết họ tên đầy đủ của mình. Gần một năm bùng nổ xung đột, khu vực miền đông Ukraine vẫn đang chứng kiến những màn song đấu ác liệt, pháo binh và bộ binh Nga đấu với pháo binh và bộ binh Ukraine, không bên nào có bước tiến rõ ràng. Cái giá phải trả cho những màn đỏ sức không khoan nhượng có thể nhìn thấy rõ ràng tại phòng khám của bác sĩ Victor. Phụ giúp ông là 6 bác sĩ khác và 6 y tá. Họ xoay sở, chữa trị thương binh với các vật tư y tế ít ỏi và máy sưởi di động. Chúng tôi đối mặt với những thứ tồi tệ nhất mà các bạn có thể tưởng tượng, bác sĩ nói với các phóng viên Reuters. Ông kể lại cảm giác bất lực khi nhìn thấy binh sĩ bị thương quá nặng hoặc không có đủ dụng cụ để chữa trị. Bác sĩ Victor cho biết số lượng thương binh đã tăng cao trong khoảng 2 tuần qua, đa số bị thương do trúng mảnh đạn pháo. Thế nhưng, vết thương do đạn con gây ra đang trở nên phổ biến hơn, một dấu hiệu cho thấy sự gia tăng của chiến đấu cự ly gần. Một nhiệm vụ sơ tán thương binh từ tiền phương sẽ được một trong năm tài xế của phòng khám đảm nhiệm, tốn khoảng 20-40 phút. Thế nhưng binh sĩ có thể chịu đựng vết thương đến khoảng 2 giờ nếu giao tranh không có khoảng nghỉ để tiến hành sơ tán. Đó là trường hợp xảy ra vào ngày 19 tháng 2 vừa qua khi hai binh sĩ Ruslan và Sherky cuối cùng có thể đến phòng khám sau nhiều giờ trúng hỏa lực của một xe tăng Nga. Ngày Chủ nhật hôm đó, may mắn đã mỉm cười với nhóm của bác sĩ Victor. Cả hai binh sĩ không có vết thương nguy hiểm tính mạng, dù bàn chân phải của Ruslan đã không còn nguyên vẹn. Bất chấp mỗi ngày đều chịu đựng áp lực kinh khủng, thế nhưng dây thần kinh của các bác sĩ đã thúc đẩy họ làm việc. Không có thời gian nghỉ ngơi vì binh sĩ được chuyển tới liên tục, bao gồm những binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh để trao đổi sau đó. Sự mệt mỏi chỉ ập tới tấn công các bác sĩ như một cơn sóng thần sau khi họ cất dao mổ. Đây là công việc của chúng tôi, bác sĩ Victor nói. Chúng tôi biết điều gì chờ đợi mình khi đăng ký ra tiền phương. Trở lại màn đối đầu nảy lửa giữa hai bên lực lượng tại các vùng tiền tuyến, cả Moscow và Kiev đều đang ra sức công phá nhằm làm kiệt quệ đối phương. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 2 khẳng định lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Paraskovyevka chỉ cách 10 km so với Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt nhất hiện nay ở miền đông Ukraine. Theo Reuters, lực lượng Nga đã cố gắng vây hãm Bakhmut từ tháng 7 năm ngoái sau khi kiểm soát hai thị trấn quan trọng ở xa hơn về phía bắc Donbass. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng quân chính quy Nga cùng với chiến binh Wagner đã có bước tiến đau đớn ở nhiều làng mạc và thị trấn xung quanh Bakhmut.
Giao tranh có dấu hiệu tăng cường độ ở phía Bắc Bakhmut trong những ngày qua, trong khi Nga vẫn duy trì đơn vị phía nam thành phố để có thể siết vòng vây. Về phía Ukraine, một số chuyên gia quân sự nhận định Bakhmut được bảo vệ bởi một dòng sông và nhiều cánh rừng, do đó đã cản bước đáng kể quân Nga. Tổng thống Zelensky vào cuối tuần qua khẳng định quân đội Ukraine cố gắng hết sức để bảo vệ Bakhmut, nhưng không bất chấp mọi giá và không muốn các binh sĩ tử trận quá lớn tại đây. Theo số liệu của Ukraine, thành phố Bakhmut từng có 70.000 dân trước xung đột, nhưng hiện chỉ còn 5.000 người ở lại. Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga kiểm soát khu định cư Paraskovyevka. Trong khi đó, thị trấn Vuleda cách thành phố Bakhmut khoảng 150 km về phía tây nam, trong những ngày gần đây cũng đã liên tiếp diễn ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa Nga và Ukraine. Hãng tin Sky News hôm 20 tháng 2 cho hay, nhiều đơn vị bộ binh đã được Nga tăng cường nhằm kiểm soát Vuleda. Trong khi đó, Ukraine cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công và gây thương vong lớn cho quân đội Nga. Ở khu vực lân cận, nhóm lính đánh thuê Wagner đang cố gắng chiếm thành phố Bakhmut sau khi giành được thành phố Soledar vào tháng trước. Theo Sky News, vào lúc này Bakhmut đã bị các lực lượng của Nga bao vây ba mặt, chỉ còn một con đường duy nhất để người dân Ukraine ra vào thành phố. Mặc dù vậy, tuyến giao thông này đang hứng chịu những đợt pháo kích vô cùng dữ dội. Với tình thế trước mắt, Ukraine phải đối mặt với lựa chọn chiến đấu để giữ vững vị trí hay rút lui để tránh thiệt hại thêm về người và đạn dược. Đây hẳn là lựa chọn khó khăn khi Kiev cũng phải cân nhắc về khả năng phản công trong thời gian tới. Ở phía ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết binh sĩ Ukraine đang khiến lực lượng Nga gần thị trấn miền đông Vuleda phải hứng chịu tổn thất đặc biệt đáng kể. Hôm 20 tháng 2, Sky News dẫn bài phát biểu hàng ngày của ông Zelensky cho biết thêm, lực lượng vũ trang Ukraine đang ổn định tình hình ở mặt trận Vuleda và chuẩn bị kế hoạch tác chiến trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo nói, tất nhiên, không thể tiết lộ mọi vấn đề quân sự, bao gồm thông tin tình báo. Tuy nhiên, tôi muốn người dân Ukraine có thể phần nào đoán được tình hình và cảm nhận được Kiev đang dần tiến tới các mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, Nga cũng tấn công dồn dập. Trang tin Urenska Pravda cho biết, thị trưởng Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk xác nhận Moscow đã bắn hai tên lửa vào một khu công nghiệp trong khu vực, gây ra một số thiệt hại, không có thương vong xảy ra. Vụ nổ xảy ra sau đó đã khiến cửa sổ một tòa nhà chung cư vỡ tung. Giữa lúc chiến địa rực lửa, Bộ Quốc phòng Anh dự đoán rằng Nga sẽ tuyên bố giành được Bakhmut vào đúng ngày kỷ niệm xung đột ở Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2, bất chấp tình hình thực địa ra sao, theo hãng tin Sky News đưa tin. Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đang chịu áp lực và nhanh chóng đạt được tiến bộ trên chiến trường. Dù vậy, phía London dự đoán có khả năng Nga sẽ tuyên bố đã kiểm soát được Bakhmut vào ngay dịp kỷ niệm ngày xung đột Đông Âu nổ ra 24 tháng 2, bất kể tình hình thực tế ở chiến trận như thế nào. Bakhmut vốn là chiến trường quan trọng, với việc Nga gần đây đã đạt được lợi ích nhỏ cho những ngôi làng lân cận. Khu vực này là cửa ngõ dẫn đến các thành phố ở phía tây thuộc Donetsk. Trong khi vẫn đang gấp rút chạy đua với thời gian để hoàn thành các mục tiêu tại chiến trường Đông Âu, nội bộ nước Nga lại lục đục. Theo đó, ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner mới đây cáo buộc một số quan chức Nga cố tình không cung cấp đạn dược cho chiến binh Wagner. Theo Reuters, ông trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cáo buộc một số quan chức Nga không hợp tác và cố tình gây khó dễ cho lực lượng này, tuy không chỉ đích danh những quan chức đó là ai. Reuters bình luận, sự việc có vẻ như đã cho thấy hiềm khích gia tăng giữa ông Prigozhin với các chính trị gia cấp cao ở Moscow. Phương Tây cho rằng ông Prigozhin là nhà tài việt vốn cố gắng tránh xa truyền thông. Tuy nhiên, đã gây chú ý kể từ khi Wagner đóng góp lực lượng quan trọng cho Moscow trong xung đột ở Ukraine, đặc biệt là tại Bakhmut. Ngày 20 tháng 2, trong đoạn ghi âm dài 7 phút, ông Prigozhin tỏ ra bức xúc và giận dữ, yêu cầu một số quan chức Nga xin lỗi và tuân lệnh cấp trên của họ về khẩn cấp bổ sung đạn dược cần thiết cho chiến binh Wagner, Reuters cho hay. Với tông giọng gay gắt và có nhiều lúc văng tục, ông Prigozhin nói, tôi không thể xử lý vấn đề này, bất chấp những sự kết nối và liên hệ của mình. Ông Trùm Wagner nói rằng, năng lực sản xuất vũ khí hiện giờ của Nga có thể cung cấp đủ thiết bị cần thiết cho chiến binh Wagner. Tuy nhiên, đội quân đánh thuê đang gặp rào cản về mặt hành chính. Những ai cố ngáng đường chúng tôi để giành chiến thắng, họ chẳng khác nào đang bắt tay với kẻ thù, ông Prigozhin nói. Theo Reuters, ông chủ Wagner nhiều lần chỉ trích tướng lĩnh Nga yếu kém và lên án gay gắt Bộ Quốc phòng Nga từng cướp công của Wagner trên chiến trường. Trong đoạn ghi âm công bố hôm 20 tháng 2, ông Prigozhin chỉ trích một số quan chức ăn sáng, ăn trưa và ăn tối trên những chiếc đĩa giác vàng.
đưa người thân đến Dubai du lịch nhưng lại không thấu hiểu tình cảnh ở Donbass và cố tình không phân phát vũ khí cần thiết cho Wagner. Nhà Trắng hồi tuần trước nói rằng nhóm Wagner đã chứng kiến hơn 30.000 chiến binh chết hoặc bị thương ở Ukraine, trong khi có khoảng 9.000 người tử vong, khoảng 90% chiến binh tử trận kể từ tháng 12 năm ngoái, khi giao tranh ở Bakhmut tăng nhiệt và Wagner lúc đó thông báo tuyển mộ thêm tù nhân trong các trại giam ở Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản ứng về các bình luận mới của ông Prigozhin. Bên cạnh đó, trong một diễn biến mới đây nhất thì theo Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đến thủ đô của Ba Lan vào ngày 20 tháng 2 sau chuyến thăm bất ngờ ở Ukraine. Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Tổng thống Biden được đón tiếp bởi phái đoàn gồm Ngoại trưởng nước chủ nhà Marcin Zidak và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Zelensky. Trong chuyến thăm Warsaw, Tổng thống Biden dự kiến gặp gỡ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng với một số nhà lãnh đạo các nước đồng minh NATO khác ở phía đông châu Âu. Ngay trước chuyến thăm của ông Biden, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 20 tháng 2 cho biết chuyến công du của lãnh đạo Mỹ quan trọng và đóng góp cho lợi ích quốc gia của Đức. Nữ Ngoại trưởng nhìn nhận việc Tổng thống Hoa Kỳ thăm Ba Lan là điều quan trọng với chúng ta vì Ba Lan là nước hàng xóm với Ukraine và giữ vai trò then chốt trong vận chuyển vũ khí viện trợ. Bà Baerbock nói thêm, tình hữu nghị giữa Đức và Mỹ bền chặt hơn bao giờ hết. Ngày hôm trước, ông Biden đã đến thủ đô Kiev của Ukraine trong chuyến thăm không báo trước. Ông chủ Nhà Trắng cam kết sát cánh cùng Ukraine cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến. Chuyến thăm diễn ra ngay trước cột mốc tròn một năm xung đột. Theo Reuters, đêm 19 tháng 2, Tổng thống Biden bí mật bay đến căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Máy bay tiếp nhiên liệu và sau đó đưa ông Biden tới Zesło thuộc Tây Nam Ba Lan. Sau khoảng một giờ chạy xe, ông đến thành phố Zemiz nằm giữa biên giới Ba Lan và Ukraine. Tiếp đó, ông Biden ngồi tàu hỏa 10 tiếng đồng hồ để tới Kiev. Còi báo động vang lên liên hồi, nhưng không có báo cáo Nga tập kích tên lửa trong lúc ông chủ Nhà Trắng thăm Kiev. Thảo luận với Tổng thống Zelensky và tưởng niệm các binh sĩ Ukraine tử trận, Tổng thống Biden cam kết ủng hộ quân sự cho Ukraine thêm 500 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ bao gồm đạn pháo và radar, giám sát trên không, nhằm bảo vệ người dân Ukraine khỏi các vụ oanh tạc. Tổng thống Mỹ cho biết, ông không đề cập gì tới tiêm kích chiến đấu, loại khí tài mà Kiev khao khát và đang kêu gọi phương Tây hỗ trợ để đẩy lùi quân Nga. Đồng thời, ông Biden cho biết biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow sẽ được thông báo trong tuần này nhằm vào giới tinh hoa và các công ty Nga từng cố gắng né tránh trừng phạt. Việc siết chặt này nhằm ngăn lại cỗ máy chiến đấu hung hăng của Nga. Theo Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng chuyến thăm của ông Biden mang tính lịch sử và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Moscow. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, nhân dịp xung đột Đông Âu tròn một năm, có thông tin cho rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, sẽ đến Moscow, chặng cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông, dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 2 sắp tới đây. Phía Washington trong vài ngày qua đã liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga. Trong bối cảnh đó, thì mới đây, Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên và cho rằng chính Mỹ mới là bên đổ vũ khí vào chiến trường Đông Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói, không giống như Washington, Bắc Kinh luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Nhà ngoại giao nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế hoàn toàn có thể nhận thức được ai đang kêu gọi đối thoại và nỗ lực vì hòa bình, ai đang thổi bùng ngọn lửa và châm ngòi cho sự đối đầu. Chúng tôi kêu gọi Washington nên nghiêm túc suy xét về vai trò của mình, cũng như có những động thái giúp giảm leo thang và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình thay vì đổ lỗi và phát tán thông tin sai lệch. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục giảm sút sau khi Mỹ bắn hạ chiếc khinh khí cầu mà họ cho là thiết bị do thám của Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định chiếc khinh khí cầu được sử dụng với mục đích nghiên cứu khí tượng. Cũng phản ứng về thông tin Trung Quốc có kế hoạch tiếp sức cho Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu Moscow nhận được sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, điều này sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Die Welt của Đức, ông Zelensky nói, đối với chúng tôi, điều quan trọng là hiện tại Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong cuộc chiến. Thật ra, tôi muốn Bắc Kinh sẽ đứng về phía chúng tôi, nhưng nó không khả thi. Nhưng nếu Trung Quốc liên minh với Nga, sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới. Tôi nghĩ rằng Bắc Kinh nhận thức được điều này. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu mối lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ hỗ trợ quân sự cho Nga khi gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức. Ông Blinken khuyến cáo Bắc Kinh về hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ hai nước nếu kịch bản này xảy ra.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cũng cảnh báo rằng Trung Quốc hoặc bất kỳ bên nào có ý định hay nỗ lực cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đều là điều không thể chấp nhận, đó là lằn ranh đỏ. Không dừng lại ở đó, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 19 tháng 2, quan chức hàng đầu của Ukraine đã cảnh báo rằng cuộc xung đột hạt nhân của Nga sẽ tác động đến mọi người trên khắp thế giới trong bối cảnh cuộc chiến sắp tròn một năm. Cụ thể, thị trưởng thủ đô Kiev, ông Vitaly Klitschko đã nhấn mạnh rằng những ai không sống ở Ukraine nghĩ rằng xung đột Ukraine không ảnh hưởng đến họ sẽ là một sai lầm lớn. Ông nói trong cuộc phỏng vấn, xin đừng quên thứ mà chúng ta đang nói đến là vũ khí hạt nhân. Một vụ nổ hạt nhân có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên hành tinh của chúng ta. Và đó là lý do tại sao ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc chiến này. Ông Klitschko cũng cho biết Ukraine không chỉ chiến đấu chống lại Nga để bảo vệ chính mình, mà còn chiến đấu cho mọi quốc gia cùng chia sẻ các giá trị dân chủ. Ông Klitschko nói, để làm như vậy, Ukraine cần có nhiều vũ khí hơn để chống lại lực lượng Nga và chấm dứt xung đột. Ông nói thêm rằng, việc Ukraine có thể chấm dứt xung đột nhanh hay trễ phụ thuộc vào sự hỗ trợ mà nước này nhận được từ các quốc gia khác. Thị trưởng Kiev nói, chúng tôi cần sự giúp đỡ, chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn nữa. Thưa quý vị, trước thời điểm kỷ niệm ngày chiến sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 nổ ra, đã có nhiều cảnh báo đáng ngại rằng xung đột có thể mở rộng và kéo theo nhiều nước khác tham gia. Bình luận về khả năng Belarus sát cánh với Nga trong cuộc chiến ở Đông Âu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mới đây tin rằng nếu người đồng cấp Alexander Lukashenko lệnh cho lực lượng vũ trang tiến vào Ukraine, điều đó cũng đánh dấu ngày tàn cho chính quyền của ông ấy. Tại sao như vậy? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trang tin Ukrainska Pravda dẫn bình luận của ông Duda cho rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Lukashenko đang cố gắng buộc quân đội Belarus tiến vào Ukraine tham gia trận chiến công khai chống lại Kiev. Điều đó có nghĩa những người lính Belarus không có kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên phải đối mặt với lực lượng Ukraine đã có nhiều năm cầm súng bảo vệ quê hương. Theo ông Duda, người Belarus không phải là chiến binh, họ không muốn chiến đấu. Ông Lukashenko biết rất rõ điều này, do đó việc buộc công dân tham chiến ở Ukraine cũng là cách ông ấy đặt dấu chấm hết cho chế độ của mình. Theo ý kiến của tôi, khi đó hầu như các quốc gia đều sẽ chống lại ông ấy và mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của nhà lãnh đạo này. Tổng thống Duda nói thêm rằng Ba Lan không thực sự công nhận Belarus về mặt chính trị. Theo ông, kết quả cuộc bầu cử vào năm 2020 là sai lệch và ông Lukashenko cũng đã chiếm đoạt quyền lực. Hiện Belarus chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến bình luận của Tổng thống Ba Lan. Trong khi đó, Moldova là quốc gia cựu thành viên Liên bang Xô Viết cũ, từ trước đến giờ luôn trong tình trạng chính trị đối đầu giữa hai phe thân Nga và chống Nga. Cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine được cho đang tác động hết sức nặng nề đến kinh tế xã hội Moldova. Theo Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20 tháng 2 cho biết, quan hệ giữa Nga và Moldova đang hết sức phức tạp và ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Từ khi cuộc chiến Ukraine diễn ra, nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga tới Moldova liên tục bị gián đoạn, khiến kinh tế nước này chịu ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó là bất ổn chính trị và khủng hoảng đối nội đối ngoại. Tổng thống Moldova Maia Sandu tuần trước lên tiếng tố cáo phía Nga có âm mưu lợi dụng bất ổn để tiến hành đảo chính và đưa các lực lượng thân Nga lên cầm quyền ở Moldova, lời cáo buộc đã bị phía Nga cực lực bác bỏ. Quan hệ hai nước đang trong trạng thái căng thẳng, những đối đầu và mâu thuẫn trong nội bộ Moldova có dấu hiệu được chuyển ra bên ngoài. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Moldova giữ bình tĩnh và không nghe theo các lời xúi giục từ bên ngoài, nhất là những quốc gia thù địch với Nga. Được biết hiện nay vùng lãnh thổ Transnistria ở phía đông Moldova vẫn đang do phía Nga quản lý với trên dưới 1.500 quân. Moldova nhiều lần thể hiện mong muốn phía Nga rút quân về để họ tái thống nhất đất nước. Mặt khác cũng có lo ngại cho rằng Tổng thống Putin đang đẩy mạnh nỗ lực gây bất ổn cho châu Âu, bao gồm các quốc gia từ Moldova đến Tây Balkan, với mục tiêu đánh lạc hướng phương Tây khỏi chảo lửa ở Kiev. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky News bên lề hội nghị an ninh Munich, lãnh đạo Kosovo Vyacheslav Osmani nhận định, Tổng thống Putin đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý của phương Tây ra khỏi Ukraine. Để làm được điều đó, ông ấy ra sức khơi dậy những xung đột khác ở châu Âu, có thể là tại Moldova, Georgia hay là Tây Ban Căng. Bà Vyacheslav Osmani nói thêm, các chính trị gia thân Nga đang tập hợp những người biểu tình ở thủ đô Chisinau của Moldova. Chính phủ quốc gia này đã tuyên bố Nga đang tìm cách gây bất ổn an ninh.
Lãnh đạo Kosovo nói rằng Điện Kremlin cũng muốn tạo ra điều tương tự ở Kosovo thông qua đồng minh Serbia. Bà nói Nga đang áp dụng phương pháp đã triển khai ở miền đông Ukraine để kích động nội chiến và gây bất ổn cho nước láng giềng. Moscow đã cố gắng tạo ra các hoạt động cờ giả. Họ đưa các lực lượng bán quân sự mặc thường phục vào lãnh thổ Kosovo thông qua các tuyến đường bất hợp pháp. Sau đó, gửi vũ khí và quân phục không phù hiệu để giả tạo động thái quân sự bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế thì họ lên kế hoạch cho rất nhiều cuộc tấn công hỗn hợp. Đó là những gì mà lực lượng bán quân sự của Nga làm ở phía bắc Kosovo, bà Osmani giải thích. Được biết, Kosovo tuyên bố giành độc lập vào năm 2008 với sự can thiệp của NATO. Một số quốc gia, trong đó có Serbia, không công nhận điều này. Kosovo cáo buộc Nga giúp Serbia khuấy động chủ nghĩa ly khai trong cộng đồng thiểu số người Serb ở nước này. Lãnh đạo Osmani nói thêm rằng cộng đồng quốc tế không hành động đủ để ngăn chặn Nga can thiệp vào lãnh thổ Kosovo. Nói về Ukraine, bà Osmani cho rằng quốc gia này không nên nhượng bất kỳ tấc đất nào cho Nga. Thêm vào đó, Reuters mới đây đưa tin cơ quan tình báo quân đội Hà Lan MIVD cho biết hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 2 cho rằng trong những tháng gần đây thì Nga đã cố gắng thu thập thông tin, tình báo để phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng ở phần biển Bắc của Hà Lan. Theo đó, người đứng đầu MIVD, tướng John Squillen cho biết trong một cuộc họp báo rằng lực lượng hải quân Hà Lan đã phát hiện một con tàu của Nga tại cánh đồng điện gió ngoài khơi ở biển Bắc khi đang cố gắng lập bản đồ cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây. Ông Squillen cho biết thêm rằng các tàu bảo vệ bờ biển và hải quân Hà Lan đã hộ tống con tàu của Moscow ra khỏi biển Bắc ngay sau đó. Trong một báo cáo chung của các cơ quan tình báo Hà Lan, MIVD và AIVD công bố hôm 20 tháng 2 cho biết, cơ sở hạ tầng quan trọng ngoài khơi như cáp Internet, đường ống khí đốt và trang trại cối xoay gió đã trở thành mục tiêu của các hoạt động phá hoại của Nga. Trước đó, vào hôm 19 tháng 2, Hà Lan cho biết Amsterdam sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao Nga vì cho rằng Moscow đã liên tục đưa các điệp viên vào dưới vỏ bọc ngoại giao. Thêm vào đó, Hà Lan cũng ra lệnh đóng cửa văn phòng thương mại của Nga ở Amsterdam và cho biết họ cũng sẽ đóng cửa lãnh sự quán Hà Lan ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Trước diễn biến đáng lo ngại về an ninh khu vực, theo Reuters đưa tin, Ba Lan vừa công bố hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của nước này vào hôm 20 tháng 2, đồng thời khẳng định rằng chiếc ô phòng thủ của quốc gia đã được củng cố. Hệ thống mới có tên là Mala Nagil, nghĩa là Nagil nhỏ, khí tài bao gồm bệ phóng tên lửa tầm ngắn và bộ thiết bị radar, được thiết kế để đánh chặn tên lửa và tiêm kích đang lao tới. Hệ thống sử dụng tên lửa AMM của Anh và radar do Ba Lan chế tạo, gắn trên xe tải. Các tên lửa CAMM vốn đã được triển khai ở Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hệ thống Mala Nagil sẽ đảm bảo an toàn cho bầu trời Ba Lan. Vào tháng 11 năm ngoái, hai người đàn ông thiệt mạng khi một tên lửa từ vùng giao tranh ở Ukraine bay lạc, rơi xuống ngôi làng biên giới Zigwado của Ba Lan. Sự cố thổi bùng lo ngại về nguy cơ khói lửa từ Ukraine lan tràn sang biên giới. Sau đó, các nước NATO, đặc biệt là Ba Lan, đã ráo riết tăng cường phòng thủ bờ phía đông của khối. Vào đầu tháng 2 này, lực lượng Ba Lan cũng công bố hình ảnh triển khai hệ thống phòng không tiên tiến Patriot do Mỹ chế tạo. Bên cạnh một châu Âu đang ngày một sụp sôi, tình hình tại Đông Bắc Á cũng tăng nhiệt. Thưa quý vị, theo Sputnik News, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC đã tổ chức cuộc họp khẩn vào cuối ngày 20 tháng 2 để thảo luận về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Theo Sputnik, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bình Nhưỡng vào hôm 18 tháng 2 và vụ thử hai tên lửa đạn đạo vào hôm 20 tháng 2, Nhật Bản đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp bất thường. Triều Tiên đã xác nhận bắn thử hai tên lửa từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào hôm 20 tháng 2. Chúng bay về phía biển Nhật Bản với tầm bay lần lượt là 395 km và 333 km. Hôm 18 tháng 2, Triều Tiên cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa ICBM Hwasong-15. Theo quân đội Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng và tên lửa đạt độ cao tối đa là 5.768 km, bao phủ khoảng 989 km. Trong bối cảnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 2 cho biết, lập trường của Bắc Kinh liên quan đến bán đảo Triều Tiên không thay đổi, đồng thời kêu gọi tất cả các bên hướng tới một giải pháp chính trị, theo Reuters cho hay. Trong khi đó, đài CCTV của Trung Quốc ngày 20 tháng 2 cho biết lập trường vững chắc của Trung Quốc về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hoan nghênh tại một cuộc thảo luận của Hội nghị An ninh Munich 2023 vào tuần trước. Báo cáo An ninh Munich 2023 đã chỉ ra rằng xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và hạt nhân và vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm an ninh toàn cầu mới.
cuộc thảo luận với chủ đề bụi phóng xạ, những thách thức đối với phòng thủ xuyên Đại Tây Dương và trật tự hạt nhân đã thu hút các học giả và chuyên gia quốc tế chia sẻ ý kiến khi hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong thập kỷ qua. Một trong những thách thức đặc biệt là nỗ lực của Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này đã làm dấy lên sự cảnh giác của tất cả các nước sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF. Theo đài CCTV, dẫn lời chuyên gia cho hay, Mỹ đã và đang rút khỏi các thỏa thuận và hiệp ước, chỉ còn lại duy nhất Hiệp ước START mới và chúng tôi phải giữ nó. Nhưng không chắc chúng tôi có giữ được hay không. Zhao Yunzhu, giám đốc của Trung tâm Trung Quốc-Mỹ cho biết, có cả một gói các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm các biện pháp giảm leo thang, kiềm chế trong lời nói, kiềm chế trong việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể được coi là leo thang khủng hoảng. Tất cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro đều thực sự quan trọng và cấp bách. Izumi Nakamitsu, Thứ trưởng Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân sự cho biết, về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân, Trung Quốc luôn chủ trương cấm hoàn toàn và phá hủy triệt để vũ khí hạt nhân, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, chủ trương không sử dụng vũ khí hạt nhân và không tiến hành chiến tranh hạt nhân, đồng thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng hạt nhân trên lục địa Á-Âu. Quan điểm này được các khách mời tham dự phiên thảo luận nhất trí hoan nghênh theo CCTV. Thưa quý vị, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi chính quyền của ông Kim Jong-un thực hiện số lượng thử tên lửa đạn đạo kỷ lục trong năm 2022. Trong bối cảnh đó, theo trang RT đưa tin, lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân cầm quyền của Hàn Quốc, ông Chung Jin-suk tuyên bố, Seoul đang cân nhắc phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung nói rằng, chúng tôi có thể phát triển vũ khí hạt nhân nếu những phản ứng gần đây với Triều Tiên vẫn chưa đủ. Theo ông Chung, vũ khí hạt nhân sẽ nằm trong hệ thống chuỗi tiêu diệt tấn công đầu tiên của quốc gia này. Giao thức quân sự chuỗi tiêu diệt của Hàn Quốc được thiết lập nhằm chống lại những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm tấn công phủ đầu vào các hầm chứa vũ khí hạt nhân và giới lãnh đạo ở Triều Tiên nếu phát hiện dấu hiệu sắp xảy ra một vụ tấn công hạt nhân. Chương trình này đã được tạo ra một thập kỷ trước, tuy nhiên Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thúc đẩy chương trình này mạnh hơn. Tổng thống Yoon đã khẳng định Hàn Quốc sẽ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc công khai đề cập đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, ông Yoon sau đó cho biết phát biểu của ông chưa phải là kế hoạch chính thức của Seoul. Đồng minh Hoa Kỳ đã không ủng hộ tham vọng của Hàn Quốc vì cho rằng điều này sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tuyên bố tăng cường chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Mỹ Hàn sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung vào tháng tới. Triều Tiên gọi những đợt tập diễn này là sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược toàn diện. Vũ khí hạt nhân cũng là một trong những vấn đề thiêu đốt khu vực Trung Đông suốt nhiều năm qua. Theo báo cáo mới đây, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết lượng uranium mà Iran tích lũy gần đạt đến độ tinh khiết cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, hãng tin Fox News hôm 19 tháng 2 cho hay. Được biết, Iran từng cho tổ chức IAEA biết rằng các máy ly tâm của quốc gia này được cấu hình để làm dầu uranium đến độ tinh khiết 60%. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của IAEA, Iran đã làm dầu uranium đến độ tinh khiết 84%, trong khi mức 90% là đủ để bắt đầu sản xuất bom hạt nhân. Đây cũng là vật liệu có độ tinh khiết cao nhất mà các thanh sát viên tìm thấy ở Iran từ trước đến nay. Vẫn chưa rõ các vật liệu này được cố ý sản xuất hay chỉ là sự tích tụ vô tình xảy ra trong các máy ly tâm được sử dụng để tách các đồng vị. Lý do là trong quá trình hoạt động, khó phân biệt được độ tinh khiết 60% và độ tinh khiết cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Cũng vì lý do này, hầu hết các lò phản ứng hạt nhân chỉ sử dụng vật liệu được làm dầu đến độ tinh khiết 5%. Theo báo cáo của IAEA, thành viên cấp cao của tổ chức Phòng thủ Dân chủ, Benam Ben Taleblu cho rằng việc làm dầu uranium đến độ tinh khiết 84%, dù là vô tình hay cố ý, đơn giản là không nên xảy ra. Chỉ có một cách để giải quyết vấn đề là Tổng thống Biden nên làm việc với ba quốc gia Anh, Pháp và Đức để xem xét lại các biện pháp trừng phạt Iran, đồng thời nên thiết lập lại các điều khoản xung quanh thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cộng đồng quốc tế và chính quyền Tehran luôn ở thế chủ động suốt thời gian qua. Iran có thể sẽ tiếp tục leo thang hạt nhân nếu không có áp lực từ các quốc gia phương Tây, ông Taleblu cảnh báo. Được biết, thỏa thuận hạt nhân JCPOA được Hoa Kỳ và các cường quốc trên thế giới ký kết với Iran vào năm 2015. Theo đó, các lệnh trừng phạt đối với Tehran đã được dỡ bỏ để đổi lấy sự hợp tác của Iran trong việc hạn chế các chương trình hạt nhân. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, và từ sau giai đoạn này, chính quyền Tehran cũng mở rộng trở lại các chương trình phát triển hạt nhân. Tuy nhiên, hãng tin Al Jazeera cho hay Iran đã có phản hồi về báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Theo đó, thì Tehran phủ nhận cố tình làm dầu uranium đến độ tinh khiết 84% trong bối cảnh còn nhiều bất đồng xung quanh thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Sau báo cáo của IAEA, Behrouz Kamavandi, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết lượng uranium có độ tinh khiết cao hơn 60% đã được các thanh sát viên tìm thấy, tuy nhiên điều này từng xảy ra và không có gì bất thường. Đây là một điều gì đó rất tự nhiên, thậm chí có thể xảy ra do vật liệu đầu vào của các nhà máy ly tâm sụt giảm đột ngột tại một thời điểm. Điều quan trọng là sản phẩm cuối cùng. Cho đến nay, Iran chưa bao giờ cố gắng làm dầu uranium với độ tinh khiết hơn 60%, ông Kamavandi khẳng định. Bên cạnh đó, một vấn đề như thế này thậm chí không cần IAEA thông báo cho các quốc gia thành viên, vậy mà thông tin lại bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông phương Tây, cho thấy đây là một kế hoạch nhằm bôi nhọ và bóp méo sự thật, như cách phương Tây sử dụng IAEA để gây áp lực với Iran từ trước đến nay, ông Kamavandi cho biết thêm. Hãng tin Al Jazeera cho hay vào đầu tháng những bất đồng tương tự từng xảy ra sau khi một báo cáo từ IAEA cho biết kết nối giữa hai hệ thống ly tâm tiên tiến ở một cơ sở ngầm bị thay đổi mà không có thông báo trước. Iran cũng bác bỏ cáo buộc này và cho rằng báo cáo của IAEA không chính xác. Được biết, thỏa thuận hạt nhân JCPOA chưa đạt được bước tiến đáng kể nào từ tháng 9 năm trước. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Iran đang cố tình trì hoãn các cuộc thảo luận. Trong khi đó, Tehran khẳng định luôn muốn đạt được thỏa thuận như phương Tây, lại thiếu động lực chính trị để kết thúc quá trình đàm phán. Mặc dù Iran lên tiếng phủ nhận cố tình làm dầu uranium đến độ tinh khiết 84%, triển vọng thỏa thuận hạt nhân JCPOA vẫn hết sức mờ mịt. Một quan chức ngoại giao Mỹ vừa chia sẻ những nhận định đáng chú ý xung quanh vấn đề này. Theo hãng tin Time of Israel, trả lời phỏng vấn tại một sự kiện vào hôm 20 tháng 2 ở Jerusalem, đại sứ Mỹ Tom Nice cho biết thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ không thể tiến triển vì Mỹ sẽ không đàm phán gián tiếp với quốc gia này khi Tehran cung cấp máy bay không người lái để Nga sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Về chính sách đối với Iran, Hoa Kỳ sẽ không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất cả các biện pháp ứng phó đều đã sẵn sàng. Đối với Israel, quốc gia này có thể thực hiện bất cứ hành động nào để giải quyết mối đe dọa từ Iran và Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Đại sứ Mỹ cho biết thêm, vào lúc này, năng lực hạt nhân của Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn là mối đe dọa đối với khu vực Trung Đông và Mỹ. Do đó, quan hệ hợp tác giữa Israel và Mỹ cần được đảm bảo là một cam kết bền vững, ông Tom Nice nhấn mạnh. Cũng liên quan đến tình hình ở Trung Đông, ông Oleg Guzino, phó giám đốc trung tâm của Nga chuyên hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết, Israel đã dùng 4 tiêm kích F-16 tiến hành cuộc tấn công vào Damascus. TASS dẫn lời ông Guzino hôm 20 tháng 2 cho biết, vào ngày 19 tháng 2, tiêm kích F-16 của lực lượng không quân Israel đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào Damascus từ cao nguyên Golan. Kết quả là các tòa nhà của Viện Kỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng cũng như trung tâm văn hóa ở khu phố Khafsow bị phá hủy. Vị quan chức cho biết thêm, đó có 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Ngoài ra, theo ông Gurinov, 4 binh sĩ Syria làm nhiệm vụ gần khu dân cư Masharia đã bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do những kẻ cực đoan tiến hành ở khu vực Makret Mukos. Ông Gurinov cũng thông tin thêm có 2 vụ pháo kích nhắm vào các vị trí của nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra cũng xảy ra ở tỉnh Idlib và tỉnh Latakia. Giữa lúc đó, quân đội Mỹ mới đây thông báo rằng đã tiến hành một cuộc đột kích bằng trực thăng ở miền đông Syria và bắt được một quan chức hàng đầu của IS. Theo thông báo, thì Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã làm việc cùng với quân đội Syria để tiến hành cuộc đột kích này. Theo thông cáo báo chí, quan chức IS bị bắt giữ tên là Bata. Người này đã tham gia lập kế hoạch dùng thuốc nổ tấn công vào các trại giam giữ của Bộ Quốc phòng Syria. Thông cáo báo chí cho biết không có dân thường, binh sĩ Syria hay lực lượng Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đột kích. Theo Fox News, tin tức về cuộc đột kích thành công ở Syria nổ ra một ngày sau khi quân đội Mỹ thông báo rằng 4 quân nhân Mỹ đã bị thương trong một cuộc đột kích khiến thủ lĩnh cấp cao của IS là Hama al-Homsi thiệt mạng. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Mỹ nói với Fox News rằng Hamza al-Homsi là người giám sát mạng lưới khủng bố chết người của IS ở miền đông Syria trước khi bị giết. Quân đội Mỹ thông báo rằng tất cả 4 quân nhân Hoa Kỳ cùng với một chú chó nghiệp vụ đang được điều trị tại một cơ sở y tế của Mỹ ở Iraq.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với một số tin tức xã hội nổi bật hôm nay. Thưa quý vị, Facebook mới đây thông báo họ sẽ ra mắt chương trình mang tên Meta Verify với chức năng xác nhận người dùng giống như Twitter và cũng thu phí hàng tháng. Những người đăng ký Meta Verified sẽ được xác thực tài khoản là chính chủ, được giải đáp thắc mắc nhanh hơn và các bài đăng được tiếp cận nhiều độc giả hơn. Dự kiến số tiền mỗi người phải trả là 11,99 đô la Mỹ một tháng. Trước mắt Facebook sẽ thử nghiệm tại Úc và New Zealand, sau đó sẽ mở rộng các thị trường khác. Theo giới chuyên gia, thời gian qua Facebook gặp khó khăn nghiêm trọng, các doanh nghiệp đăng ký quảng cáo tụt dốc không phanh bởi kinh tế khó khăn chung trên toàn cầu. Facebook buộc phải sa thải hàng ngàn nhân viên và giá cổ phiếu đã sụt giảm gần một nửa từ đầu năm 2022 tới nay. Đó là lý do Facebook cần những nguồn thu nhập khác. Hồi tuần trước, thì nền tảng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc cho biết công ty đã có kế hoạch xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại châu Âu. Tuyên bố được TikTok đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia lo ngại vấn đề quyền riêng tư của người dùng không được đảm bảo. Thông tin do AP News đăng tải. Các nhà chức trách của Mỹ và châu Âu đã cáo buộc TikTok thu thập dữ liệu người dùng và gửi về cho chính quyền Trung Quốc. Đại diện của TikTok tại châu Âu, Rick Waterworth, cho biết là hiện công ty dần hoàn thiện kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu với một bên thứ ba khác. Đây sẽ là trung tâm thứ hai của TikTok tại châu Âu và sẽ được xây dựng ở Ireland. Hiện TikTok cũng đang thảo luận để mở trung tâm thứ ba ở châu Âu nhưng không tiết lộ điểm. Theo dữ liệu được báo cáo, TikTok có 125 triệu người dùng ở Liên minh châu Âu. Nếu tính cả hai nước không thuộc khối EU là Anh và Thụy Sĩ, thì TikTok có 150 triệu người dùng ở châu Âu. Trong khi đó, Facebook có 255 triệu người dùng ở EU, Instagram là 250 triệu và Twitter là 100,9 triệu tài khoản. Một tin tức đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị, giám đốc điều hành công ty dược BioNTech của Đức, ông Hugo Shahin nói với tạp chí Der Spiegel rằng các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ung thư của BioNTech sẽ bắt đầu vào năm nay ở Anh. Theo Reuters, thì động thái đánh dấu một bước quan trọng có thể mở ra cơ hội đưa vaccine đến với công chúng. Giám đốc Shahin cho biết BioNTech hiện đang quyết định loại ung thư nào họ muốn thử nghiệm với các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư được cá nhân hóa và những địa điểm họ sẽ tiến hành thử nghiệm. Theo Reuters, công ty muốn các liệu pháp này sẽ sớm trở thành phương pháp điều trị thường xuyên cho bệnh nhân ung thư. Các liệu pháp dựa trên công nghệ RNA thông tin, mRNA, tương tự như công nghệ làm nền tảng cho vaccine COVID-19. Chúng tôi tin rằng một lượng lớn bệnh nhân sẽ được điều trị với phương pháp này trước năm 2030. Giám đốc BioNTech nói thêm, theo ông, công nghệ cho loại trị liệu đã được phát triển một thời gian dài. Vào năm 2014, chúng tôi cần 3 đến 6 tháng để tạo một loại vaccine ung thư được cá nhân hóa. Còn giờ đây, chúng tôi chỉ cần 4 đến 6 tuần. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được hiệu quả đáng kể trong vòng 4 tuần. Reuters dẫn lời ông Shahin cho hay. Cũng theo Reuters, mới đây thì một vụ nổ lớn đã xé toạc một nhà máy kim loại ở bang Ohio của Mỹ, khiến đất đá và nhiều mảnh kim loại nóng văng sang các tòa nhà lân cận, làm ít nhất 14 người bị thương, hầu hết do bỏng. Sự việc xảy ra tại nhà máy kim loại 1, Truman & Co. ở thành phố Bedford, đông bắc Ohio. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn. Brian DiRocco, một quan chức cứu hỏa cho biết, trong số những người bị thương, có ít nhất một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Đại diện nhà máy xảy ra sự cố cũng chưa có phản hồi về vụ việc. Theo thông tin từ trang web của công ty, doanh nghiệp này hoạt động từ năm 1917. Vụ nổ hôm 20 tháng 2 cách East Palestine, Ohio, khoảng hơn 100 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi hồi đầu tháng vừa chứng kiến một tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Một đoàn tàu chở hóa chất độc hại đã chật bánh, gây đám cháy lớn, buộc hàng nghìn người dân địa phương phải sơ tán. Thưa quý vị, một du khách nữ ngày 16 tháng 2 đã vô tình làm rơi một tác phẩm điêu khắc hình con chó màu xanh trị giá 42.000 đô la Mỹ tại hội chợ nghệ thuật ở trung tâm thành phố Miami của bang Florida của Mỹ. Stephen Gamson, một nhà sưu tầm nghệ thuật đã có mặt ở phòng trưng bày kỹ thuật Ban Alphanet. Khi sự cố xảy ra, ông đã quay lại video vụ việc và đăng trên tài khoản Instagram. Người tham quan đã rất sốc khi nhìn thấy các mảnh vỡ màu xanh sáng trên sàn nhà. Bức tượng điêu khắc được làm bằng sứ với tạo hình của một con chó làm từ bóng bay. Theo Reuters, người phụ nữ làm vỡ tác phẩm đã xin lỗi về sự cố. Một trận động đất nữa vừa xảy ra tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chỉ hai tuần sau khi khu vực này bị tàn phá bởi hai trận động đất có cường độ lớn hơn, khiến 47.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Reuters dẫn dữ liệu của Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu, EMSC, cho biết trận động đất hôm 20 tháng 2 mạnh 6,3 độ Richter với tâm chấn có độ sâu 2 km gần thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Syria, Ai Cập và Liban có thể cảm nhận được sự rung lắc. Theo truyền thông địa phương,
Trận động đất mới khiến một số tòa nhà đổ sập, làm ít nhất 3 người chết và hơn 200 người bị thương. Trong khi đó, cơ quan ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển do lo ngại nguy cơ mực nước biển dâng cao ở bờ biển Địa Trung Hải. Hiện lực lượng chức năng đang gấp rút tiến hành các công tác tìm kiếm giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến thành phố Cologne của Đức để cùng đắm mình vào bầu không khí sôi động của lễ hội Ngày thứ hai Hoa Hồng. Năm nay thì sự kiện trở lại đầy sôi động sau 2 năm tạm hoãn do Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc những trang phục hóa trang và đi trên những cỗ xe lớn, đoàn người diễu hành đã mang đến niềm vui cho những người tham gia lễ hội đứng đông nghẹt ở hai bên đường. Lễ hội năm nay cũng đánh dấu lần thứ 200 sự kiện được tổ chức. Tôi không thể diễn tả hết niềm vui khi một lần nữa được tham gia lễ hội. Đây là một lễ hội hóa trang tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi rất phấn khích, chúng tôi đã ở đây từ 6 giờ sáng để trải nghiệm mọi khoảnh khắc của lễ hội. Ở đây có rất nhiều màu sắc và niềm vui. Bên cạnh hoạt động phân phát kẹo cho những người tham gia, những cỗ xe mang chủ đề về xung đột Ukraine, sự kiện Anh rời khỏi EU hay các cuộc biểu tình ở Iran cũng là một điểm nổi bật của lễ hội. Lễ hội Ngày thứ hai Hoa Hồng hay còn được biết đến với cái tên Rosenmontag từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội đặc trưng ở Đức mà du khách không thể bỏ qua. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.